Đây xin mến chào toàn thể quý vị. Đấy, quý vị và các bạn đang xem đây là một siêu phẩm đấy. Cái này to quá ông Sang ơi. Cái này to cao. Ủa, cao hơn nhiều, kể cả bỏ cái chậu ra cũng cao. Cái này phải nói là dã man luôn. Tác phẩm xanh Nam Điền. Đây cái này là giáng long à? Một cây giáng long. Quá là khiếp luôn. Cây long xé đẹp luôn. Đây đưa em đưa. Đây là ông đo ở nhá, ông đo ở cái phần thân. Ngoài thân là 90. Thành đế thì to. Đo một phát đi em nào. Đo một phát rồi sát gốc em này xem là tầm bao nhiêu à. Để cho các bác ngắm này. Đấy đúng rồi chỗ đấy. Ngoài thân đấy nhá. Ngoài gốc này. Là 250. 250. Để còn sát nữa chắc phải hơn. Kiếp không? Đây này chắc cao tầm khoảng 2,5. Tính từ mặt chậu nhá sao nhá. Từ chậu. Tính từ mặt chậu xem là cao bao nhiêu. 2,5 mét luôn. Đúng 2,5 mét à? 2,5 mét. Ông đo thước chuẩn chuẩn vào nhá. Nói chung là bà con đây đo thì bà con chỉ đứng đợi thôi. 2,5 mét đúng không? 2,5 mét. Xanh Nam Điền zin đấy. Xanh Nam Điền. Bảo hành không? Bảo hành trọn đời. Ừ. Bóng tàn 2,6 mét. Tàn 2,6 mét. Ông đo cho tôi cái bể này. Cái này bể này dài rộng hay là bao nhiêu nào? Một chiều 2,15 m, một chiều là 1,55 m. Phù bì đấy. Phù bì. Ừ. Siêu phẩm. Bể đế quá đẹp luôn. Thanh Nam Điền. Cây này quá to luôn, quá ác luôn. Ngất ngửa. Không mới tới. Cái này thì ông dự đoán đến bao nhiêu năm rồi? Cái này thực ra thì nó cũng không được nhiều lắm đâu. 30 năm chưa? Con này nó phải tầm khoảng hơn 40 năm. Hơn 40 năm gì? Hơn 40 năm là cũng ấy rồi ông ạ. À, là cũng gọi là chuẩn bị nửa nửa đời rồi. Hơn 40 năm. Trần đế tuyệt vời luôn. Tay làm thế nào để bảo hành được là ấy, là Nam Điền? Để mà nói, nhìn đi. Ông mình quay về chất lá. À, tức là ông đảm bảo về ấy gì, ông đảm bảo về lá gì, đấy gì chất lá đây gì. Nam Điền nó có nhiều dòng mà, dòng da xanh. À, thế cây này là dòng 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 da xanh. Đây này biết đâu nó ấy, biết đâu sau này nó già nó trũn lên. Không, thì nó già sau nó trùn hết. Thì nó vàng thì sao? Đồ này sau già nó vẫn vàng mà. Thế sao ông bảo là da xanh? Không, da xanh thì tức là cái phần này. Tức cái thân này nó không được nu nhiều. À dạng gọi là da trơn. Đấy. Ông nói thế thì nó vẫn cứ vàng. Đấy, vẫn nhưng cứ mà nó vàng, trơn, nó không 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 xù xị ra không, đúng không? Không có các điểm nu. Ừ, thế thì đấy là da trơn. Đây là chẳng qua cây non thì nó đang xanh đúng không? Sao lại già lên nó vẫn vàng. Ông làm tôi hôm nay. Hôm nay thì nó phải thật già lắm thì cây nó mới nu. Hôm nay tôi ốm mà tôi vẫn phải phải cố mà nói ra không. Cố để cãi. Tức là dòng này nó sẽ không được gọi nu nu cục như cái dòng kia đúng không? Đúng rồi. Đây là dòng... cái mầm thở để mình nuôi sau này nó bò lại này. Dòng kia thì nó nu cục thì sau này nó sẽ đẹp hơn. Đúng rồi. Thì tiền nào của đấy đúng không? Tiền nào của đấy mà. Các cụ bảo rồi nhỉ. Đúng. Đắt sắt ra miếng đúng không? Cái kia thì đã tiền trăm. Sờ vào là rát tay. Con này nếu mà gì vài trăm. Thế con này thì cũng nhiều tiền. Nhưng con này vì con này nó là hàng khủng. Cháu nhìn khủng thế này cơ mà anh. Đấy con này là hàng khủng. Này con đây còn bao vải đẹp lắm ông mạnh. Đây bên cạnh này. Ôi sao con này đẹp thế. Ông khen ai đấy? Ông khen gái hay ông khen cây đúng không? Sao có con hàng đẹp. Không. Hả? Cây còn dài đẹp thế. Thế mẹ bảo tự dưng mẹ bảo để dành cho tôi. Để sao không được nói thế chứ? Bảo làm trần đế nhún nhãi này. Cây này thuộc dạng cây già đấy. À. Tuyệt vời chưa? Trần đế hai mặt đều đẹp. Này. Bề thế này. Cái độ già này da đồng hết này. Thế thì cái cái cây này thì là như nào? Cái cây này thì là da sơn hay là da? Cái này ông thì đoán này. Da đồng này, nó da đồng gì? Và cây này là Nam Điền hay là quê? Nam Điền xịn sò. Xịn sò gì? Bảo hành nhá. Bảo hành ấy. Hoành thân vào con nhá. 150. Ừ. Cái này Nam Điền xịn này chưa đúng không? Điền xịn đấy. Cao 1,3 m. Thần giả lắm.
Anh ơi, em thấy cái chỗ này nó như thể bị sắp gãy ấy. À, không đâu. Các cái vết người ta ấy. Người ta cố tình phẫu rồi để ấy đó. Nhấn. Tàn 1m9. Vâng. Thế ra 3. Cái tay này nó vông thẳng như này. À. Nó sẽ nhấn trên. À. Cái tán của nó xuống. Sau này cây già mà ta nhấn dưới này là rất dễ gãy luôn. Thì vít xuống là dễ gãy. Thế nhưng mà tại sao ba thân đẹp như này rồi lại sao nuôi thêm một cái này nữa để làm gì? Đấy thì thực ra tự dưng lại chọc vào mắt đấy. Chủ trước thì người ta thực ra không phải đâu. Cái vết này này. Ừ. Cái nuôi vết này cho đầy vết đi. Cho đầy. Sau lại cắt đi. Sau này cắt đi. À thế chứ. Nuôi cho đầy vết. Sao nên cắt bẻ cái này đi. Ừ. Chỉ cho bo cục sẹo to ở đây đi. Bo cục này này. Trong khi thành này cắt bỏ để lấy kín cái chỗ này đang... Trần đế này, cây già. Thế đã hiểu. Màu đồng luôn nhỉ anh nhỉ? Màu đồng luôn đẹp lắm, cây già lắm. Dòng này là dòng su sĩ đấy gì? Đấy, su sĩ. Dòng này. Này giá bao nhiêu chú? Cái này thì bà con là thiện chí thì cứ alo. Là alo à. Đâu đọc số điện thoại lên xem nào. À, 0976 ạ. Ừ. 821. Ừ. 509 ạ. Ừ. Thế số của em là bao nhiêu đây? Số của em là 0961 733 099 ạ. Ừ, chính là gọi điện cho con gái này nói chuyện nó sướng hơn. Ông Sang kia. Ông Sang kia phải để gái gọi chứ mà. Mấy ông chơi cây toàn đấy toàn đực cho nên đúng không? Các bác các anh mà có có bồ kết cái cây này thì cứ gọi điện theo số điện thoại em vừa đọc ạ. Đúng rồi. Đấy. Quả bệ nhãn tuyệt vời luôn. Bệ nhãn là như nào tôi chưa hiểu bệ nhãn này. Chảy này. Ừ, tại sao gọi là bệ nhãn? Bệ nhãn thì thường nó sẽ chảy nó không kiểu như các cái bệ khác mà nó chảy ra này và nó tách. Đấy, tách các cái đường nhỏ. Như cây nhãn ấy. Cây nhãn thường không hình dung. À, bệ nhãn tức là giống bệ cây nhãn ấy. Đấy. Đấy đơn giản thế đấy. Ông cứ tách chả ai hiểu. Không, nó phải thế. Từ đâu? Ừ. Phải có ngọn có ngành. Là chốt lại là bà giống bệ ở cái cây nhãn đúng không? Ok rồi, hiểu rồi. Cây này đúng, cây này sau này nó cũng sụn đấy ông ạ. Cây này sau mới là tác phẩm đẹp. Em thấy nó nhiều mụn nhỉ. Ừ. Lộ một tí là cây này tiền chục hay tiền trăm? Cây này là tiền trăm. Tiền trăm gì? Đấy, gọi là hé tí. Ôi đây này, anh em thấy có cả rễ nó quấn quanh cây luôn này. Cái thân này này. Được, ba bài. Được đấy, rất là ok. Cái này nói chung là càng thời gian thì nó sẽ lại càng đẹp. Khoảng bao nhiêu năm rồi anh? Cây này cũng... Đừng có đoán mò nhá. Không, cây này để mà nói, để mà đạt được cây như thế này mới rơi tầm khoảng độ 6-70 năm. Ừ. Thế thì mới được cái gốc như thế này chứ đúng không? 6-70 năm rồi. Ok. Đây là những cái lô sản phẩm này là bà con vừa chuyển về anh em nhé. Rồi chuyển về được mấy tác phẩm này này? Toàn cây khủng nữa anh ạ. Anh ơi, liệu cái này rễ nó có mọc xuống được không? À, mình thực ra mình nuôi thì nó sẽ xuống. Ừ. Chứ không có mùa hè nó sẽ thui. Ừ. Nó thui á? Không nói như kiểu mít thui. Nó bị đứt đi à? Nó sẽ cháy. À. Không phải là tôi không có đường nước. Nó không có tiếp xúc được nước. À. Thế thì mình phải nhỏ nước vào. Không, từ từ nếu mà ấy ra sẽ đưa một cái ống hút. Để giữ ẩm cho nó. Hai cây này nếu mà bác nào mà thích hai cây này thì cứ alo nhá. Gọi là vào qua cái phỉ. Vào vùng kín tôi nhá. Tôi nói với chú Mạnh nhá. Và đây chú Sang và cô Nga đây đây nha. Vâng. Chưa bao giờ gặp cái bệ mà nó đẹp như thế. Bệ thế vững chãi. Lần đầu tiên anh thấy à? Cây thì rất thấy nhiều nhưng thực sự cái bệ nó rất đẹp. À. Đấy, và này, cái dáng này. Vâng. Thì mình phải thấy nó cũng có là một trong những cái dáng của nó. Rất là xuất sắc. Cái này là dáng long mà. Ừ, dáng long nhưng mà long nó không được thân một à. Thân một của nó rất xuất sắc. Thân một á? Người ta gọi là không phải là thân bó. Đấy, không phải thân bó. Chuẩn. Người ta gọi là thân nạc đúng không? Đúng thân một, ông cây nào chỉ thân một. Không, nếu mà nói đi, dáng long thân bó nhiều chứ. Ờ, thì thế, người ta gọi đúng không? À. Không nói như con một đi là được ấy, yeah. Thế là cây này là chưa hiện tại chưa ra chưa báo giá. Bà con ở thị trí thì cứ alo thôi. À, tức là gọi là có gì thì vùng kín. Ừ. Ok. Nhiều khi bà con còn về giao lưu mà. Đây thì tôi nói ông cây này cũng là cây thân một đấy. Thế thì mời bà con về hợp tác xã cây cảnh để giao lưu. Hả? À? Đây cây thân đẹp một đây đúng không? Con này hai mặt đều đẹp luôn. Cây này theo ông Sang ông đặt tên nó là dáng gì nào? Cái này thì chỉ đang còn là phụ tử thôi có gì. U tử à? Phụ tử.
cây này đấy. Quanh 101 này. Thế thì phải gọi là phụ tử chứ. Quanh đo được đây là 101. Nhưng mà ông này thì ông hơi chiều, ông vứt tre ra để bảo trợ con nên để cho phụ con tử. Ông này là ông con 1. Thật sự. Cây này đúng rồi. Cây này kể có tiền đầu tư cả, đầu tư cả hợp tác xã cây này. Cây này rất tương lai. Cây này tương lai nói chung là để em cầm. Bác nào chăn nuôi là kiếm buộc to đấy, cả tàn 1m8. Quá tương lai thật sự luôn. Nếu mà bác nào mà nhìn nhận được cái đường đi co lắc của cây này. À, nhìn nhận được thì đây mặt sau này. Bình thường. Đấy mặt sau này. Nam ơi. Đang muốn bảo là hàng tháng giờ là sẽ chuyển thêm đây, đây chùn nữa đấy, đang chùn. Các cái điểm này nó chùn ấy. Sau này cây này nó có sụn không? Sụn ấy. Cây này càng già càng sụn. Thế á? Nếu bác cứ bảo cây này thì vẫn còn non, già thì nó nhiều tiền rồi. Ừ. Già thì nó vài trăm rồi. Cây này ước lượng khoảng bao nhiêu năm anh? Cây này thì cũng non tầm khoảng độ 40-50 năm. Được tầm khoảng 40 năm, hơn 1 năm tí. Nhưng mà 60 năm nó sẽ khác đúng không? Đúng rồi. Bây giờ nếu bây giờ thì bán ra là bao tiền cái này? 50 triệu. Rất hợp lý. Ừ. Mà cây này càng chơi càng kiếm buộc to. Cái này càng nhiều bác bảo đấy thì giữ lại để mà kiếm buộc to nhưng mà phân khúc thị trường mà. Đấy, xong giữ lại kiếm buộc to. Đấy, và phân khúc thị trường, mỗi người một đoạn công đoạn. Đây là đây đang cần vốn. Đúng rồi. Hợp tác xã là liên tục. Đúng không? Hợp tác xã nó gần như cái dạng trung chuyển đi. Gọi đấy. Là luân chuyển. 50 triệu cái này, nó về có cái kiếm tiền đầu tư. Dạ. Yeah. Cái này kiếm tiền đầu tư được. Tường này sáng ngời luôn. Mà ở bác nhà em giả 30 triệu. Cốt cách thần pháp tuyệt còn vời. Còn đâu cho em giả dần. Dạ. Yeah. Trả góp, trả góp. Đúng không? Đấy, trả góp đấy. Bán được lúc nào thì lại tính tiếp. Đúng không nhỉ? Được không Sang? Được. Được, được quá. Dạ, yeah. Cái này đường đi rất là đẹp nhá. Này. Nhìn chất không? Đường chạy của nó. Ok này bác nào có sổ hộ nghèo còn được giảm một tí nữa. Có sổ hộ nghèo. Đây giờ làm đéo còn sổ hộ nghèo. Giờ chỉ có cận nghèo thôi ông ạ. Có sổ hộ nghèo đâu. Chỉ có cận nghèo thôi. Nhưng mà 50 triệu thì đúng là rất là hợp lý thật. Cái này nó càng chơi càng so với giá thị trường cực kỳ hợp lý. Nhìn cái chỗ này khoáng. Vấn đề là phải có chỗ kê. Có chỗ kê bê cái này về chơi cũng được. Anh mua trả góp cái cây này về chỗ trang trại của anh được đấy. Nghiên cứu đấy. Không, cây này đúng là đáng phải nghiên cứu đấy. Rồi, tiếp cây này đi anh. Tuyệt vời chưa? Ừ. Cây giả ra nên ra đồng rồi nhá. Cây này cũng dáng long à? Ra đồng rồi anh. Long xé đây. Tuyệt vời chưa? Ừ. Long xé à? Long xé. Như nào là long xé hả ông? Tức là thường long thì mà nguyên bản nó thì nó tàn tròn. Ừ. Và khi nó xé ra tạo thành các bông này. Bông tàn vân này riêng biệt. Ừ. Đấy chứ không phải là một tàn mâm xôi nữa. À ngày xưa là người ta đan đấy gì, đan thành một cái mâm to đùng đấy gì. Đấy. Bây giờ là coi như là cách tân đúng không? Đúng rồi. Xé. Gọi là long xé đúng không? Xé. Thế chứ từ không. Một cái tàn to đùng đấy, người ta xé ra thành những bông nhỏ. Ừ. Cây này bắt đầu vàng cây rồi đây. Đây này ngày xưa là cũng tiếp khách này cũng mệt đây. Nếu mà dòng long xé một thời đấy. À. Anh ơi những cái này là để tạo kiểu giống như cái rễ nó rủ xuống á. Ừ. Đúng rồi. Đây là dâu các cụ ạ. Này trước là nó xuống hẳn đất cơ. Nhưng mà sợ nó phá là mình phải cắt treo đi. À. Cắt treo. Bây giờ nó đang mọc những cái rễ nó trồi xuống. Mấy đồng cái này sao? Cây này 65 triệu. Thế á? Đấy, em nhìn xem nào. Em đang so sánh cây 65 với cả cây 50. Cây này nhìn thì phải tưởng đắt hơn chứ đúng không? Đấy. Cây này em lại cứ ngỡ nó phải hơn cái giá đấy cơ. À. Cao 1m8. Vay 190. Ừ. 65 củ. 65 củ. Đây cầm chứ. Tàn 2m6. Đây chưa? À chưa. Đây. 2m9. Đúng rồi. Chứng tỏ là mọi lần đo toàn đo điêu đúng không? Đúng. Nhưng mà điêu ở đây là điêu nhiều nơi bà con. Điêu lợi. Nên là tạm thời chấp nhận được. Tàn bị hụt đi. Đúng rồi. Gọi là tạm thời chấp nhận được. 65 triệu. Đấy. Rễ của nó khủng nhỉ. Bác nào mà kết thì alo số điện thoại tôi để anh trên màn hình ấy. Có cao bằng em không? Cao hơn đấy. 1m8 à. Ôi thế thì cao hơn em. Cao hơn mấy chục phần. Cao lắm, tính từ mặt chậu lên nó rất là cao.
Đây này vàng ươm rồi này. Vàng ươm. Thân đồng em. Cái tử này là tử tử tử. À, cái này ngày xưa người ta có đóng thêm. Có đóng không? Có đóng thêm. Ừ. Thế mà bây giờ hóa rồi còn gì nữa? Đóng lâu rồi mà. Con tử treo này mới là tử ấy, tử nguyên của nó. Này, tử nguyên. Đấy. Ừ. Hai tay hai đứa con. Đấy. Nhìn nó cân đối cái cây. Kiểu là định sinh quý tử nhưng mà thôi kiểu là... thêm thằng nữa cho nó nhà đông con đông cháu. Đông cháu. À, thế cây si này đấy, cây si này của Trần Sang đúng không? Đúng rồi. Cái này của đại tướng này. Tác phẩm cô si rất đẹp luôn. Si hồng. Si hồng. Cái này vành 130, cao 60. Cái này nuôi đến bao giờ thành cây? Si này thực ra làm nhanh thôi, cuối năm là có thể giật được hoàn thiện rồi và sang năm là có thể đưa vào thành kho. Thế quá? Vì cút một của nó là to hết rồi mà. Đâu cút một đâu? Đây. Đây các cút một này. Đấy ghê gọi là cút một này. Ừ. Nó to hết rồi. Thế cuối năm thì cút hai thì đến bao giờ? Sang năm thì bắt đầu làm bông răm. Cái này có đóng ghép gì không đây? Cái này không đóng ghép. Thật không đây? Cục. Phiên bản. Phiên bản. Cái này là phần gốc hay là phần thân? À, phần gốc. Gốc của nó à? Gốc hạ gì? Gốc hạ. Mấy triệu? Cái này 35 triệu. Mấy triệu? Anh tôi tưởng mấy triệu. Biết đâu ấy, kệ đọc thế. Nhỡ mồm nhỡ là mất cất. Nhỡ mồm là cũng hơi... Đúng không? Nhỡ. Cứ nhỡ là mất. Anh biết là... làm chỗ anh... Cái này sang là nó cũng tỉnh phết đấy. Quách tỉnh. 35 triệu nhá. Đây là cây của ấy, cây của Sang. Nên là quý vị và các bạn nếu mà ưng thì cứ ấy thủ thỉ Sang. Sang này ấy đó, Sang này. Thủ thỉ khéo thì lại cũng được gọi là Sang này thì lành lắm nên là yên tâm. Gọi là có gia lộc đấy hả? Ừ. Rồi. Tiếp đi Sang ơi, cái này đi, cái này để kết thúc cái cuốn video này đi. Một cây nam điền, nam điền dáng nàng của con nhá. Cái này hoàn thiện zin 100%. Hoàn thiện rồi. Cây già. Một cây dáng nàng năm thân tuyệt vời luôn. Bệ đế cô đẹp 2, 4, 5 cũng năm thân à? Năm thân. Cũng ngũ lão giáng đình à? Đúng rồi. Bệ cô này. Cô tuyệt vời chưa? Đấy nó phải già như này cơ mà. Cái này là cao 1.5m. 1.5m chứ. Đúng rồi, 1.5. Cao gần bằng em. Đấy. Đây là thua em rồi đấy. Em nhỉnh hơn tí đúng không? Tàn 2.7m. 2.7m. Giao lưu vào con 85 triệu. 85 triệu. Cái này bộ bệ ấy là cái này bộ bệ ngon là bộ bệ ngon. Bệ nó cù. Bộ bệ cái này quá đấy nhìn chất chưa. Đây này cái cây này ra ở cây này sau này nó cũng như ra cây kia đúng không? Đồng luôn ạ. Nó là ra trơn nhưng mà nó sau này già nó sẽ lên đồng như này này. Đúng không Sang? Đúng rồi. Lên đồng nó không sùn sụn như là ấy, nó không phải là dòng sùn sụn như là kiểu bây giờ anh em chơi kiểu dạng u cục lùn lụt rụt rịt đấy gì. Bao bao tiền nhỉ? 85 triệu. 85 triệu thế á? Báo chuẩn vào không phải lỗ đấy. Thực ra là giao duyên bà con là chính mà. À thế á? Có cả ôm đá này anh này. Míp hết rồi này. Quá này. 85 triệu. Anh ơi, đây là rễ nó mọc xuống không anh? Cái rễ này nó rất là lâu rồi nên là bây giờ các bác ấy cũng các bác ấy ngại, các bác ấy không muốn đấy, các bác ấy không muốn phá. Ôi, thôi em thấy có cả cây khác nó mọc ở trong này. À ừ, kệ nó không làm sao cả. Đây là cây ruối, rễ ruối chắc là